Tại vì tôi đang trang điểm mắt chút. Bây giờ tôi kêu sạc vi tính cho chồng thiếu gia được không? Sạc vi tính thì để cho má đi. À, đang mắt chút hả? Không biết bao nhiêu đây có đủ không? Dạ. Mà khoan, ý tôi là như đây nè. Nhiều hả? Nó mới có đánh cái nền không mà. Vậy tôi làm khuôn mà. Chuyện đó là chuyện nhỏ. Soạn đi tuy á à. Cái gì mà ôi, chẳng thấy nha. Nhỏ vậy á, cái tiền gì lên nè. Cái tiền của anh biết chồng đại gia đi con. Anh chào. Trời ơi, lâu quá không có gặp anh. Lâu quá mình không có diễn chung tiết mục. Dạ. Nói nghe nè, bữa nay á anh tới đây á là chỉ để tìm em thôi. Mà sao anh tìm em lâu quá mà không thấy chỗ cái quán kia, mà tới đây mới gặp vậy? Ngồi đi, em bỗng dò quá em kể cho nghe. Trời ơi, anh biết rồi đó. Vợ anh nó giữ còn hơn là cọp nữa. Em chạy 18, 19 cái quán ở Sài Gòn rồi đó. Bây giờ còn có quán làm ăn thôi đó. Anh làm sao đó anh làm. Trời ơi, vợ anh á hả? Anh nói một tiếng á, nó không dám trả lời hai tiếng nữa. Anh nói thiệt cho em nghe luôn á. Anh tới đây á là chủ yếu là anh muốn nói với em cái này. Làm ở đây cũng không có nhiêu tiền mà nó mệt nữa. Cho nên là thôi về đây với anh. Anh lo. Trời ơi, lương đứa 10 triệu xuống, lương đứa 50 triệu bỏ nghề. Em nói là sao? Anh có lương đứng lương ngồi, nhiều lương lắm. Nhưng mà nói chung là bây giờ nghe lời anh, vợ anh lo được, anh nói được. Đừng có lo, an tâm. Anh bỏ nó đi nha. Được. Nó không bao giờ nó biết là anh ở đây với em đâu. Yên tâm. Ê, nhưng mà nó nghe nè, bữa nay anh đi công tác xa. Anh có kiếm được cái đầm này cho em nè, coi đẹp không? Wow! Chiếc đầm đẹp quá anh ơi. Nè, giữ nó đi. Chút xíu nữa vô trong á, thử là mặc ra đây cho anh coi nghe không? Sẽ tí tí con, đâm về đề thái hỏi vào trong đi. Mẹ đem vào trong mẹ cất. Để mời chồng thiếu gia thưởng thức cái một đặc sắc những tối đêm nay nha. Cho rượu. Rượu cho mấy đứa. Và bây giờ xin mời chồng đại thiếu gia cùng tất cả mọi người hãy hướng ánh nhìn về sân khấu, gặp gỡ gia đình cùng với một danh ca thật là nổi tiếng với danh ca Ruby Lê. Tôi quen biết gì với cái con này? Con này là con vợ của anh. Ê, nhưng mà sao nghe cái giọng nó quen quá vậy? Thì đó à, trời ơi, mình đó hả? Mình làm cái gì mà sao tôi nhìn không có ra vậy? Không ra. Tôi á, đi chơi Halloween á, bên của quán bar bên kia. Giano á, nó báo với tôi á là anh mèo mã gà đồng với cái con sẹp bi tư á. Nó đâu rồi? À chị ơi, hiểu lầm thôi chị. Quán em mở cửa ra bán là không có chuyện gì. Bà nơi, bà già rồi đi vô. Mình ơi, cái quán ba gì mướn ca sĩ già chát. Dạ chị già nhưng mà hát. Hát sao? Hát hay. Hay không? Hay. Cái giọng the thé. Mình ơi, ca sĩ này tôi biết nè. Cái con nhỏ này là con Rumine. Cha nó là Lababu. Trời đất ơi. Nhưng mà mình nè, ở nhà mình chơi ba cái trò gì? Coi mình có giống con người không? Đúng, tôi không giống con người là tại ai? Tại anh, tối ngày không ở nhà, đi la cà, đi lan cả tùm lum tùm la. Tôi phải làm như vậy nè. Để chi? Tôi tạo niềm vui cho tôi ở nhà. Anh thấy không? Tôi có tiền mà, tôi bút một cái, có hai thằng nghệ sĩ đẹp trai, ngon không? Nhưng mà vì tôi yêu anh. Mà bữa nay tôi chỉ là tôi công tác sẵn tiện đường tôi về đây. Rồi tôi ghé vô đây, tôi uống vài chai, tôi nghe vài bài xong rồi tôi về nhà với mình mà. Uống vài chai? Mày uống vài chai? Hay là mày vô đây, mày mèo mã gà đồng với con sẹt bê tê bị da vào khác? Có mình ơi. Anh,
đi qua bên kia. Thôi rồi, bên trên. Sang bên kia. Ê. Đi qua đây, giết mẹ. Đi qua đây. Mình ơi, mình kiếm ở đâu vệ sĩ mà nó ghi chặt quá. Mày ôm nó, mày cắt ra khoảng cách 10cm cho tao. Sang bên kia. Come on, Teddy. Come on. Come on now. Ê, chị không? Con tát một cái gì vậy đó? Mình ơi, đưa tay, mình ơi, mình ơi. Thằng này, cởi cái này cho tao coi. Nó ngọt muốn chết. Cởi lên. Đó, chị là sỏi dừa hả chị? Tao là cái dừa điếc á, mày có hồn chưa? Mày lại đây. Chị quẹ. Tao quẹ. Em nè. Em nè. Là ba bố này chị. Em mày là lương mà lại gì? Là xoẹt bi tuy. Cái tên của mày mày còn nhớ. Mày còn nhớ hả? Ở dưới quê má với ba mày đặt tên gì? Tên tuổi. Rồi. Mày lên Sài Gòn mày đâu hết thành xoẹt bi tuy. Ủa bộ cái tên tuổi nó xấu lắm hả mày? Chị ơi, chị ơi, còn có cái quán tên tuổi chị ơi. Chị vui vẻ mày giống như là mày từ chối bỏ cái quãng đời ở dưới quê của mày. Mày lên đây mày lại xoẹt bê tê. Chị quê á. Cái tên xoẹt bê tê chẳng khác nào cái đấy xã hội người ta. Mày nhìn cái gì? Trời ơi. Cái giấy chị nặng mà. Trời ơi, bà đổ con. Tao giấy nặng tôi nghĩ cho nó dễ. Mình ơi. Mày lại đây. Mày trốn ha. Mày trốn từ quán ba này quán ba khác 19 lần. Lần này lần thứ 10. Mày đừng có đóng giải tao. Con này ha. Dạ chị hồi quá. Mày nói một lần nữa tao lấy cái cù lãnh là tao bỏ đầu mày ra. Mày lưu một hôn. Mày lưu lên. Nè mọi người nhìn đây. Con quỷ này nó giọt chồng tôi. Trời ơi. Hai em đi chị. Còn có quán làm ăn là chị kệ. 19 lần trước tao tha. Còn lần này ta không tha. Dễ chị ơi. A Di Đà Phật. Lính. Bà chị vô nó. Tao gõ cái video đầu mày. Lại đây. Chị ơi chị đi con nè. Chị đi con. Đâu mày. Mày. Mày biết đây là gì không? Nước suối. No. Đây là axit. Axit sulfuric. HNO3 cộng với em nhắc thì đúng. Là axit sulfuric. Mình ơi làm gì chết con đó mình ơi. Mình à. Mình anh nói nghe nè. Đúng. Cái đó làm gì là căng lắm. Mày căng không? Căng. Căng. Căng 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 căng. Đúng rồi. Mày là không hiểu sao à? Căng cực, căng cực, cưng chặt. Ê! Mình! Mình ơi! Mình ơi! Mày muốn cưng vô đây. Cưng vô đây. Đây. Đây là axit sulfuric. Theo hóa học. Đừng nghe tao. Dính với lại. Mình! Chị tha nó đi chị. Mày ha! Mày ơi! Trời ơi! Trời ơi! Quá trời! Tại gì vậy? Tại vô mở nắp hả? Trời ơi! Tại vô mở nắp luôn! Quỷ trái này dễ dạ dễ thở luôn! Cái hồn thôi! Cái hồn thôi! Trời! Chị ơi tha cho nó đi chị! Nó! Tao uống không? Cái mặt tao bùng bù tốt chạy sợi thấy rớ luôn! Đây! Mày thích mẹ mày tao rồi. Xoẹt bi tuya ha. Xoẹt bi tuya. Mày ơi. Mày ơi. Mày ơi. Mày ơi. Đưa đi cả đưa đi ơi. Lẹ lên. Kêu cấp cứu đi lẹ lên. Trời ơi con tao con. Bà con. Mày giật chồng tao à. Ha. Trời ơi. Tưởng gì ơi. Chị quê! Trời ơi! Chị quê! Trời ơi!
Quay trở lại với những vòng loại Lotto. Trời ơi, mới chờ